Chị ơi, mới cuốn cánh mũi xong, giờ thấy sao? Đúng rồi, đúng rồi, là đúng rồi, không có cảm giác là đau hay là gì. Không có cảm giác gì luôn. Mình có thấy bất ngờ khi trong quá trình làm mà nó bình thường như vậy không? Không nghĩ là làm xong là nó nhìn khác như vậy luôn hả? Dạ. Không đau đâu, chỉ có là khi mà xin hút kê vô á, là nó hơi biết chút xíu mà trong cái quá trình mà bác sĩ làm là không hề đau không? Chị có thấy sưng mọc gì không? Không đó, tại vì cuốn cánh mũi chỉ được trong cái tiềm thức rất là nhẹ nhàng đó, mà trước khi làm thì bên Mai Sao đã thiết kế chị rất là tỉ mỉ rồi, và bác sĩ chỉ cần tôn trọng cái đường thiết kế đó và loại bỏ khi cánh mũi như là cuộn lại là tự nhiên cái cánh mũi nó nhỏ lại, kiểu nó tròn trịa nhỏ luôn. Có vui không ạ? Rất vui chứ, nó vui ha. Làm xong thì chị biết tới bên em chị là hồi trước giờ chị cũng có bên em làm mấy lần rồi, trong gia đình em út này nọ nó cũng có đi, với chị cũng có xem live stream hàng ngày. Dạ đó, bởi vậy nên rất là tin tưởng là đẹp đúng không? Rồi chị thấy trong quá trình làm nó có nhanh không? Em nghĩ là làm thì nhanh như vậy luôn á. Dạ, cái nhỏ tròn trịa nhìn hạt chanh rất đẹp, cánh mũi nó thon gọn nên nó trông khuôn mặt của chị nó thanh thoát hơn, có điểm nhấn hài hòa hơn, rất là đẹp luôn á. Chị thấy giá này là rất là rẻ luôn, trường hợp có nhiều người có thể là ai cũng có thể làm được. Dạ. Tại vì chị cũng có tham khảo nhiều chỗ quá thì cái giá nó hơi cao hơn. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, 15 chi nhánh trên toàn quốc, đội ngũ nhân viên, y tá, bác sĩ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, tất cả các dịch vụ tại Mai Sa đều được Bộ Y tế cấp phép thực hiện. Giá dịch vụ sản phẩm được công khai trên toàn bộ hệ thống. Chính vì vậy, lượng khách hàng nhà Mai Sa lúc nào cũng đông như trời hội. Điều đó chứng minh cho chất lượng dịch vụ và sản phẩm của nhà Mai Sa. Các chị em ơi, hãy nhanh chân tới Mai Sa chi nhánh gần nhất để làm đẹp tại ga hoàn toàn không lo về giá. Hàng hiệu, giá bình dân. Mai Sa đến là đẹp.